anh Michael thì đã qua đây. Bọn cầm muốn nói gì nói đi, gặp tôi nói dữ lắm bây giờ nói đi. Đó. Ý là sao luôn? Cho bà có quyền nói luôn á, bà muốn nói Michael, xấu gì nói. Michael có đâu có giái gì nữa hai đứa không? Cô giao cho mấy cái chị Nico gì, Sico gì ở trong mấy cái vòng á, mà thờ á. Bữa có giao anh mấy chục chiếc cho cá chưa? Ở mấy cái nhà vòng rồi, cho mấy nhà vòng chắc anh Michael đạo chúa. Ừ, bên đạo. Rồi Michael. Ê quên rồi. Nói gì nói đi, mong cầm, hôm qua sao? Thấy Michael cầm. Xúc gì nói. Đâu. Quá thôi, không có chạy, chạy nhà luôn. Mày đưa hả 100 đô với hai chị em tôi 100 đô. Hai đứa 200 đô. Ai gửi? Phải nói đúng tên đó. Ai nói? Tên gì á? Rồi ai nói? Lên comment rồi. Rồi ai nói thì kêu tên lên. Rồi không ai nói hết trời. Ê hôm qua mày quay như cái chảo vậy. Hôm qua mày quay sao mà chồng tao chuyển cái nổi mà nó ăn cháy nhà vậy? Bả vô, bả lục bếp. À, bà ăn mì, không bà uống hộp sữa, bà vô bà tắm. Trời ơi, không có. Thằng Tấn Nguyễn nó nói. Đừng rồi, nói nào. Bếp ga nấu là không có tắt. Yeah. Ok, rồi vô nấu, rồi xịt đồ thơm, đồ đủ thứ, tắm ở trong, lấy trong phòng á. Đó, đi tới đâu á, ok. Là có chuyện tới đó. Qua chồng bán cô bệnh được nhiều. Qua bán có được 20 ký à. Trời ơi, đừng má vợ nó ế chứng bên đây nó giao cho mày được 20 ký. Đủ má mà tin không qua thầy luôn. Đi qua, ảnh vợ cần người qua kìa. Cần người qua làm gì, giữa cặt má hai giữa khuôn bì. Ê, coi thằng Bim lớn không? Lớn, nó lớn rồi này. Có lông chưa? Có, chị Tami Kali mua đồ ủng hộ, mua đồ ăn cho nó với lại mua cái gì á mà chưa đi mua được. Quần áo. Áo với lại mấy cái thảm đồ á. À, ai quấn cái này à, ẩm lên chụp này trước nó bị sao là tay hai cái. Thì có gì đâu, chất qua anh bảnh trăm rồi cho xong rồi ẩm lên ẩm xuống. Trời ơi, chó của chồng chất mà. Chó mà hỏi tao. Chó chồng chất mà, chó con đâu? Thì ẩm lên. Trời ơi, ăn chật nữa hay gì? Phải không? Phải không chất? Chất của tao á, vợ mày mày hỏi tao không chạy. Chị tai nói chị tai với bà rồi. Nói chứ anh nói không rõ ràng nên chứ tưởng là anh nói chứ ăn chật của gì cầm chứ. Ai ăn chật của ai? Nó, vợ mày ăn chật của tao. Đúng rồi, hỏi tên nó đi, tên mộng dừa đi cho đẹp. Mộng mơ đi, mộng mơ đi. Chị cầm hay mộng mơ. Lát lên nhà tắm. Còn chai trà gì không? Để ăn xong. Lát lên lòng tắm. Rồi lắc lên tắm nước kìa. Chết. Nhổ tiếng Nam Giang cũng tiếng vỏ rồi. Rồi lắc lên nữa đi, chết gì cầm. Có không? Trời ơi. Trời ơi, bà ăn nó hỏi ta chồng dắt anh để vô chơi ai cũng nhớ. Trời ơi. Bữa nào qua anh bệnh ăn. Bà mồng bán hủ tiếu gõ gì? Đỉ cắp tập cái tô, tối đặt tô nó ngoài đường. Mới ăn chạy vô nhà đi đái mất cái cầu. Hỏi ai lấy, mày nghĩ đây. Cũng đáng. Đủ má quê luôn. Giật lấy về lấy. Đã nói tao ăn ở quán nó. Mày hiểu có nói không? Không. Báo chữ thời lại chứ ơi. À, mong cảm hôm nay sẵn cái clip này bà muốn nói gì tôi cho bà nói. Hôm nay cho quyền nói. Lẹ đi. Một phút 30 giây cho nói. Đừng có không có mặt hơn chừng ở đây. Ê, cái không có mít với dòng biển là mở hàng. Cái gì? Mít đi dòng biển. Mít đi dòng biển hả? Chất bán trứng mà. Bán trứng viên cái đó. Bán thèm phải không? Bán thèm phải không? Má hàng ơi. Trời ơi, nãy giờ chưa quay luôn má ơi, má ơi. Trời ơi. Ê, nói nghe. Mày qua chồng ta mày quay cả đống à. Mày mua con gà 200 ngàn bực. Thì giờ bà muốn nói gì bà nói. Tôi tố gì đúng hay sai? Sai. Rồi sai là sai sao thì cứ nói. Tố chục quá đấy. Rồi sai sao? Bỏ đồ này mặc tiếp à. Rồi sai sao? Vợ mày mặc đồ kỳ quá. Cho đồ kỳ quá kìa. Trời ơi. Ai Bảo. Ừ cảm nhận. Đó Bảo quá kìa. Cảm nhận. Có Bảo ngồi đây phát vũ khí tao có khuya luôn. Mày ác quá mày cũng có qua. Mày mê con cầm mở bệnh với con Quyền. Hai đứa con gái tao lặn lưng nó qua đây.
có đeo qua nó hoài, có chứng giái không để mẹ nó đói. Ông không cầm không có giải thích gì luôn ha, không cầm. Hôm qua tôi nó tôi với chú Nguyễn. Rồi bây giờ tôi cho quyền bà nói, bà nó thấy sai chỗ nào thì bà nói, bà cãi. Bây giờ nói em giận. Có lỗi em ăn tô mì. Nhưng mà em thấy anh chui quá thôi tết đốt nhà luôn đi. Trời trời trời. À, bây giờ em lỡ ăn tô mì anh vô phòng anh cái là, tôi thôi, quên đốt nhà luôn. Tấn Nguyễn cho đó là cho bà chết. Để đem về cho bà ăn. Chứ không phải là hả tôi về sớm, tôi đòi về sớm mà anh tấu tôi là hả anh Tấn Nguyễn cho tiền à hả. Tao về. Chạy về liền. Đi. Tôi thấy bà chạy về liền là đúng rồi, còn cái nữa mẹ khô từ từ lấy chứ có mắc mới gì đâu. Bà thèm bà rồi ăn liền thấy điện không cá máy luôn á. Vậy thôi trả lại 100,000 đi. Thôi không có đâu má. Trời ơi mai đại đi kiếm mai mai cái quần thôi ông chú. Nó kêu bà sưng hốt còn cái đống xương chú quắc ai bỏ chú quắc luôn. Trên chung cư quăng xuống chứ đâu. Chung cư quăng xuống á để nó đâu bùi bu nó thôi. Đó giờ gì cầm cầm có điều gì nói không? Dạ anh Hưng kìa. Tức lắm hả? Hôm qua rồi kiên bố. Ôi nhìn về nhìn về nhìn mà. Bây giờ ý mày sao? Đó. Mày trả tiền mà đưa tiền cho. Đó ý anh sao kìa. Bố mày nói bà lên trên nhà Tấn Nguyễn bà tắm xong rồi bà lấy khăn bà chùi vô chùi xong bà đưa Tấn Nguyễn chùi vô. Trời ơi. Trời ơi. Má nói quá trời kìa. Trời ơi anh Bảo lên tiếng như cả nhà. Má lấy khăn chồng của má chùi ra. Tôi thằng nào vậy? Tôi cái người ướt nhẹp rồi sao? Mỗi lần mà tắm xong cái người mà cái người mà không quen mà. Ôi, gì vậy? Tôi không thấy bà xài khăn nhưng mà bữa tôi thấy bà đánh răng là bà lấy bàn chải của tôi. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Bàn chải tao mua cho nó. Bàn chải mà để lấy luôn. Lúc đó anh nói quá trời đâu ai tin đâu, người ta tưởng anh giỡn nữa. Ủa nhưng mà quan trọng không có răng lấy răng gì trời. Ủa không có răng nào không? Bữa tôi thấy bà đánh răng ở trong phòng Vĩnh đó. Chứ gì nữa chị cầm ghinh cái lòng ghinh cái rào sắt nó ra ngoài mới mới hốt được. Chị cầm tố dữ lắm mà có chừng ra không có tố gì hết á mà ngồi không biết sao á. Vậy là biết sao không bà muốn trải nghiệm cái cuộc sống mà có chồng như thế nào á. Rồi rồi bà ba này chồng rồi là bảo nghĩ sao mà muốn trải nghiệm nữa. Nhưng mà cái cuộc đấy là cuộc sống giàu sang không có chồng giàu sang bởi vì bà lên thích tắm lắm để em bảo vũ đi lúa hoài à. Đó anh Bảo lên tiếng còn gì chất gì ngồi đây. Anh Bảo ngồi xích qua đi lỡ thành idol anh Bảo ơi. Ủa tối anh Bảo đi quá khẩu tiện hả? Có anh Bảo có đi chung mà, vợ chồng anh Bảo đi chung mà. Thôi nghiệp quá. Ủa đi phát mát con cưới đâu trời. Ăn mình hả? Tao có ăn đâu. Thôi cái gì vậy? Bỉ ma mày tốn cho cố vô. Chồng mày hôm nay quay mày tới tốn tôi á. Mà quay tôi chi vậy? Quay lại coi bà nói đúng từ đầu không? Đúng không? Tôi không có nói bậy. Tôi chửi bậy à. Đó trời nói bậy không nói chứ chửi bậy à. Bà chửi chồng rồi đó má. Ừ, trời má ơi má ăn hết đi. Má ăn muốn ăn dồi lắm á. Một hộp cơm là một chén dồi đó cho bà biết. Trời ơi nghe chưa ghê quá vậy. Trời nghiệp đó thì chết nghiệp vụ mình nói đó. Quanh cái lùn quầy à. Hai chó bay đụng quá đây nha. Này bây giờ hả nè. Bây giờ nè chào đưa đứa hả 100 đô tôi với bà chết là mà hai người 200 đô tới đây đi ba. Rồi ai gửi 200 đô cho hai người á thì cái chị gì á chị nào bên Hưng Trần. Chị gì chị lai con lai bên Hưng Trần con lai đi má. Con lai bên Hưng Trần có ai nói không có ai comment nói cho không gì anh Hưng anh lên lai anh biết mà đúng không. Cho bà 200 đô âm phụ á. Đừng mày á, mày lấy đi. 200 đô âm phụ thôi. Ở cho mày á. Chứ tôi lấy trên trường này gọi hết á. Trời có gì, cái anh gì mà hả? Tụi trẻ Phật giáo. Cơm anh chục, ấy cơm anh trăm. Để nó đây đi má. Đưa đây. Đó nâng giờ bất lực luôn anh Hưng. Đó. Anh giờ sao anh Hưng? Anh nên. Cho dầm em một lời hết đi anh Hưng. Chờ nó xuống chữa rồi. Cầm thấy còn chịu lại bà nữa, chịu thấy. Chén bà chửi mà để đó đây. Rồi, bữa chén đó rồi, giờ để đi, cầm. Để bà giữa. Ông mở mạnh nghe bà.
anh Bảo giờ anh có lời gì anh nói không, góp ý giờ gì cầm em đi anh Bảo. Cái gì anh thấy anh nói, anh thấy sao anh nói. Bây giờ là hôm qua bả qua nhà người ta làm bả bay vô bả tắm liền. Cái đó là mình coi comment mình thấy là sao tắm mà không đem theo khăn mà tắm là khăn đầu lau. Ta nói là bả lấy khăn tắm quyển mà lau. Có đâu bậy đâu. Mà ý á. Bậy đâu. Khăn đủ tắm quyển đen thù lù vậy. Trời ơi. Đổ luôn à. Sao mà hay. Trời ơi. Tôi chơi tấn Nguyễn đó giờ con biết thằng nào của nó, thằng nào của Vĩnh luôn á. Thằng ở phía trong buồn á là vậy chắc nhìn anh tấn Nguyễn tắm nè. Rồi, ủa gì chất, gì chất biết. Tôi mà hả xài, nghĩ sao vậy? Cái đám khăn bự là có gì chất á. Nhưng mà vừa cầm không xài. Đen thù lùi ra. Nhưng mà vừa cầm không xài sao mà lúc mà tắm xong ra như ông mà như vậy chất là mỗi lần mà chất không có lau mình á, vừa chất tắm ra là chất cái người chất ức nghe mà. Đúng rồi. Tại vì chất nãy giờ tắm xong thì chất không có lau mình. Tôi không có lau mình. Mà vừa cầm có lau mình là vừa ra vừa cầm rất là khô. Khô là cái áo tao chùi nữa. Tao không có lấy khăn bậy đâu. Không lại tao bậy rồi. Thôi nó không lại bả đâu. Mẹ anh bả bảo không con. Có mình á, bả nói dữ lắm, mày có mình á, bây giờ bả không dám nói. Sợ mày hả? Thì bây giờ hôm nay tôi cho bà nói hết á, bà tôi tốt quá thôi rồi. Gì thì nói đi. Đưa 50.000, đưa 500.000 đi. 500.000 tiền gì? Tiền gì à, ông gì cho hết toàn. Không gì cho bà. Không nào comment của giới Phật giáo đó không gì. Đâu à, đủ má thì kỳ quá, tiền con tao mà kỳ quá. Đó tiền của gì chết mà, đâu phải tiền của bà. Không dám đâu, tiền của ông cầm. Đó vậy đó ông lâm luôn rồi. Lâm luôn rồi, chết rồi. Trời ơi. Ê, cờ giấy đó giấy gì vậy trời? Giấy hả? Ê. 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 Má băng ế. Quậy quá chứ quậy. Lòng lá gì hết. Quá trời luôn. Má ngày nào cũng mẹ với số mà hàng chục. Tới công chuyện này có gì chứ? Nói. Lên like luôn. Chứng đây 40. Lại luôn không? Cá dứa là 150. Giờ này người ta dĩa phục nào ăn phục mấy nha. Đặc sử hai loại 200, 220, 300. Dông biển 160, ít bơ 4, tôi quên ít 140. Dưa mắm dưa cải cũng tiệu ngâm nước màu. Vừa bán vừa cho 150. Trời hay quá chứ cơ. Bánh tét 200 đủ màu. 28 mới lại nhận nha gì. Hay chiếc sung quá, quảng cáo đủ thứ trời. Có tiền trời ơi, có tiền. Nói giải về tiền dán có là có tiền. Đúng rồi, chứ phải vui vẻ lên. Dán có là có tiền. Thì đó, nãy mới có 5 xị đó. Cá dứa đi, của Hưng Trần bán đĩa cục nào ăn cục mấy. Lạc xưởng 2 lọ loại 300, 220. Cá lù đù 160. Dông biển 160, ít 140. Cá xị gì sao? Hạt thiền lên đên. Hạt thiền lên đên. 160. 160. Hột đều 3 ngày. Hôi dầu 70. Còn trứng là trứng hột vịt, trứng thối, chim biên. Trứng không, 30, trứng lạc. Trứng chợ chim biên, chim phẩm màu. Cái đâu lấy mở đi, nãy vô năm xị rồi mở đi. Mở đi, mở đi. Bị hai bịch đó. Mở đi. Mở đi, chất ơi. Em có tiền em mua rồi, em ăn rồi, em mở rồi. Ông có tiền, em vẫn không mở. Chờ giữ mày 500 kìa. Quậy quá, cho quậy luôn cả nhà ơi. Mở ăn. Thôi, còn kết thúc clip đây nha cả nhà. Bye bye nha cả nhà.